Hi, xin chào bà con cô bác đã quay lại với channel của mấy anh em mình nha. Thì hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và đặc biệt của mấy anh em nha mọi người. Hôm nay là đám cưới của Thiện Thang Thở nha. Thì tự nhiên cái đầu mình nghĩ ra một màn tròn dành cho mấy anh em mình, mà mình nghĩ trao đồ sao nó lạ mà nó ác quá mọi người. Nhưng mà mình cũng sẽ thử nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái này tăng 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 để mình tròn mấy đầu chày đó nha mọi người. Chắc chắn đây sẽ là một cái màn tròn mà cho mấy đầu chày đó thật sự rất là tức luôn, mà cũng không làm gì được mình hết đó. Ok mọi người, theo chân mình tròn mình nha. Let's go. Here we go. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là đám cưới của ông Thiện Thang Thở nha mọi người. Mấy anh em mình cũng đã tập hợp rất là đầy đủ ở nhà mình rồi nha. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến lên nhà Thiện nha mọi người. Ở mấy anh quần què đưa tiền bán vô đó. Vậy đồ hay sao? Đây ấy là đưa tiền anh bỏ vô này nè. Mày thấy không? Tao ghi chữ tìm YouTuber đây nè. Tin nào không? Em dán đâu? Thì dán mày xé ra chứ tiền quần. Lẹ lẹ đồ, gom tiền ấy, gom tiền đi nhanh đi. Mở quá nhiều quá đưa. Có anh đây sao có chuyện tiền bạc không? Thì đây cứ giống vậy. Mày ba sĩ ấy. Ở dành hai sĩ tao con. Rồi cha. Ông đồ kẻ dữ không? Còn mày đưa anh. Đồ mày dán gì? Đưa đây. Rồi. Ok mọi người nha, bây giờ mình sẽ bỏ tất cả tiền vào và lên đó mà đi mừng cho Hoàng Thiện nha mọi người. Mấy anh em mình đi thôi. Thì bây giờ mấy anh em mình đang ở trên xe đi lên anh đám cưới của anh đầu chày nha mọi người. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời tại mình định luôn. Má thiệt là phơ. Trời ơi, ở đây không có mưa không? À đây là thành viên Bo nha mọi người. Bo lóc này. Qua giờ mưa mà này nắng quá đẹp bây giờ. Anh em mình lên hát bài được không? Được chứ. Đồ tính này tới giờ đi mà sợ mưa. Đồ đúng á, bò hay là quần giờ trốn vợ mình lên ăn giật vốn mà. Vậy đi. Mình bay bay mưa vợ mặc váy mặc đồ mày ướt không được không? Thấy không? Đẹp trai mà nào. Đẹp. Thì nói chung là rất là đẹp trai luôn mọi người. Mà team mình là toàn là hot boy không nha. Đéo tin. Bộ đồ móc luôn. Em đi lên đây em quẹo phải cho nó gần em, chứ đi đường kia nó xa hơn. Là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời nha mọi người. Mọi người hãy theo chân Hân và mấy anh em Hân lên để xem cùng review cái đám cưới của Thiện nha mọi người. Đám cưới cái đám cưới này đám cưới đầu tiên trong lịch sử luôn á. Đồ biết khi nào em mới được cưới năm. Không, mày chứ tao nghĩ mày ở giá mình. Không, mày ở giá thì mày cưới tao đi cũng được. Đụng mày hàng mày đâu kiếm sao mày? Nói tao đặt dưới. Hàng chị mày dưới không? Tao nói giỡn á chứ phải đầu tiên đâu. Điều quá. Không, nói cho anh em mình đàng hoàng, anh đang quay video nên là mấy chuyện đó nữa giờ tấu tâm sự riêng nha. Hàng đầu chày. Và quẹo tay phải luôn em. Chứ là mấy đêm mình lên nhảy cho đã luôn. Nhảy sắp sàng luôn. Quẹo sắp tới đây đây quẹo phải đi. Em nhân bình hầu tấu qua có sắp tới nhà rồi. Thiện rồi nha mọi người. Quay nhà vậy? Thiện rất gần nhà của mình. Đây 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 đây. Thì nhạc cái gì bây đồ? Bữa nay mà đám cưới ai nhạc chứ? Cái gì vậy? Từ từ nó 4 giờ mà đám cưới mà phải nhạc cái vậy? Anh không? Thử. Sao dần đạp cho lẹ lẹ anh? Sao? Quá. Anh nó lộn không? Anh nó lộn vậy? Sao đang giữa rạp vậy? Quá khách đâu vậy? Thử. Từ từ đang giữa rạp kìa. Gì? Đâu sao? Mở cửa không? Mở cửa coi. Quá chứ vậy? Đồ mày đám cưới lẹ vậy? Chậm nửa tiếng mà sao quá lộn? Gì vậy? Mày... Sao anh nhanh dữ vậy? Không đâu, mình 5 giờ mình mới 5 giờ 20 mình tới mà không nghĩ gặp đồ gió rồi ai anh nhanh dữ vậy? Đồ má dân gì ham ăn dữ không nào? Sao? Rồi xuôi xuống thôi gió đài biết. Chết mẹ rồi. Có lẹ vậy. Ok mọi người, đây là đám cưới của ông Thiện nha mọi người. Thiện ơi. Mà bây giờ hết người vậy. Quả năm cưới không bây giờ? Quả năm cưới sao người ta? Quả cứ dễ anh Hằng. Hử? Sao màu 5 giờ, 5 mà giờ 5 giờ 10 cái. Đồ mày năm cưới gì vô rồi, đồ ăn sạch như hai. Đồ không có ăn đạp không? Đồ anh đâu có biết đâu, thì bây giờ lên sao vậy chứ ai biết. Này thấy thiệp cơ gì, hình hiếu gì đây. Dịch vụ trọn gói gì đây. Sao người ta đang dở ra vậy? Đồ nghe em cận. Trời ơi, điện chút nữa ra coi làm sao tự nhiên. Đồ anh coi nghiên cứu điện thiện hay sao đám cưới mới đi gần nửa tiếng mà anh. Mới trả nửa tiếng hồ mà không làm gì tao giỡn rồi. Đám cưới gì anh nhanh vậy anh? Ê, chắc bà con nói bộ sao anh nhanh chứ làm đâu ra làm nhanh dữ. Anh nhanh ra. Tập trung ra.
tiếng đâu anh? Quán tiếng đấy. Nhìn mất 5 giờ 20 rồi. Ai biết mày gọi anh tiếng thứ ấy? Quán tiếng cũng. Không nhưng mà chắc tiếng đâu ở nhà chứ thôi mấy anh em. Nè thằng em coi cái lực cái nút ngay em đây mà. 5 giờ giờ báo lên. Anh còn thiệt đâu, cầm thiệt coi lại thử coi. Bạn đi báo nhà đó. Tiếng ơi. Hay là đi sai ngày anh? Sao sai ngày mày đi ngay? Đúng giờ hình hiếu để mà lại hỏi. Quá hiếu hiếu. Quá em làm đám cưới thằng Thiện hay hiếu? Em đang làm đám cưới thằng Thiện đúng không? Hả? Bởi vì còn sao anh em đi cầm cái đứa biết mà không sao anh động cứ gì vậy anh? Biết đâu giờ đó ông của chồng nó ngủ mà. Ủa sao anh nhanh dữ vậy? Chết mẹ rồi. Đó là bữa anh hôn tụi em á. Rồi ông Thiện đâu? Thiện đâu anh? Chú đó đâu anh? Anh gọi nó gì chứ? Đồ làm anh kêu lẹ tạ. Đám cưới gì lẹ tạ? Chờ làm cưới tự nhiên chú em cứ giờ kêu tháo rạp bậu. Thiện ơi. Thiện ơi. Gọi anh Thiện ơi. Đồ nó kìa. Thiện. Thiện ơi. Chô. Đồ mà anh gì kỳ vậy bay đến đám cưới đi đâu đi mày giờ à hello chú rỡ à đi giờ ngày mai hôm nay đâu mà chở đạp chơi mày sao đâu đi thiệt quá đây mày điên hết tôi ghi là 24/8 âm lịch là ngày mai mày vậy thiệt ngày kia game nghe hay hay ba chín gì chín mười mày điên hết nha hay là ngày chín mười nữa sao mà không sao ấy mai mày mời anh mời dương lịch chứ mày điên vậy mày ghê cái việc mày chính anh mời mà tưởng vậy mời anh mời coi thì tay mà điên sao mày hỏi anh níu rồi rồi mày trời lạ thiệt trời anh trời đám cưới mở mấy anh em lên anh hết mày dọn mày dọn dẹp đớ mấy anh em dài mày mày dọn gì mày mày điên sao mày mày dọn không còn cái lon luôn á hôm nay tao làm rạp ngày mai mới tổ chức mà tự nhiên lon vậy vậy cái thiệt mày mời tao tao ngày chín tao mở ngày mai ngày 10/10 dương lịch mà mày tao lấy ai khu đứng hình mất 5 giây Biết ngày sao đâu, tao bị kịp đây không? Tụi này nghĩ sao bó quan việc làm. Mất cút mà gắt rồi làm cứu mà là. Ở đâu cái lại. Quá là rốt cuộc ngày 9 hay ngày 10? Ngày mai ngày 10 mừng anh. Tụi mày giấy chết rồi giấy giấy chứ cái đầu tao nó hư. Hôm nay mai được cái xe, cái việc cái xe sáng mai em vô rồi. Giờ lấy gì giờ sao tiền em không đưa rồi. Tự nhiên gì nữa. Trời thầy đến thằng. Tụi mày ai rắn không ấy, chứ cho cái đầu anh nó bị đau quá nữa anh quên á. Xe em cũng đẹp sáng mai em vô rồi. Nhà công chuyện không anh trời trời vậy. Anh trời nè, giống cái ai trời nữa đó. Không có đâu, trời đâu trời. Trời ơi, mày cô đẹp dài lớn em trời nào. Nghe thấy đồ lớn trời, công an việc làm bó ra mà thả đâu. Trời ơi, tao kêu không là ngày 10 tháng 10 âm lịch mà. Trời mày không có ba em gì không? Mày giờ ông tôn của tao, mày không có ba em gì không mà tưởng. Mày em gì thì tao kêu anh kêu bây giờ mấy đứa ở trong cái team này bây giờ em gọi cho anh rồi anh Duy. Rồi ông kêu tao nói ngày giờ ổng rồi. Hai ông lậu đây tôn nha mày. Không thì đúng là thì ông nó đưa cho anh Duy mà chắc anh Duy lộn. Được, nghĩ sao lộn anh? Em nghĩ anh trao rồi. Không để tiền lậu. Tiền tiền ơi. Tao ném mấy em mình đưa tiền ổng. Tiền gì ra? Có tiền ấy đừng đăng đảm quá. Anh trời giờ cái thiệt ấy. Thấu đồ mày thư tôi quay tiền bạc đưa giải quyết anh em. Nghĩ sao anh nghĩ sao đám cưới đi đi tròn đi tròn đám cưới anh. Thằng xem luôn anh giờ bị thư không? Tiền đâu? Hử? Tiền đâu? Tiền thư mấy anh em ơi. Tiền bạc vậy anh hả? Tiền gì đâu ấy mấy anh em nó góp đi đám cưới. Anh em mất tiền vô anh đi mày. Đi trong vườn cho ông cần ông đại diện tiền. Đám cưới ngày mai với hôm nay đâu mà đại diện gì vậy? Mà coi coi anh làm trả tiền lại cũng quá. Ông làm anh không được. Quá cho tiền gì trả? Đám cưới đâu? Đám cưới đi cho nào. Nhưng cứ trả tiền lại gì tôi muốn sửa coi. Nghe tiếng nhạc em không nghe gì hết. Tự nhiên không cái bạn có gì không nghe nhạc gì hết nữa. Nãy đồ nãy nói nhà tự nhiên đám cưới đi quay. Nắng mà. Đồ bây giờ phấn này. Thôi cho tiền gì nữa đi. Tiền này đã góp vô vô công quỹ tìm YouTube rồi mà. Anh lớn mà anh chơi. Cái này đó làm quỷ. Khủng quá. Làm quỷ vô. Vô tiền ấy. Vô quần cho mà làm vậy. Cái đồ mày góp đâu mà từ từ cho mày. Đừng có khủng khủng quá. Đi ấy đồ em khủng ấy sao. Anh giờ anh trao cho tiền tụi em anh lộn rồi giờ sao. Ấy là cái này là bây giờ đã góp vô công quỷ rồi mà còn tiền gì nữa thì chứ. Có tiền đám cưới mày thì em cưới nó mà tự nhiên giờ kêu công quỷ nào vậy. Thì công quỷ đó quay YouTube cho tiền bây giờ đâu. Đâu quay tiền. YouTube anh. Tụi em đi nghe hả. Đi ấy. Mày cùng ra vậy. Trời ơi, em bỏ tổ ước ao anh luôn. Cho tiền bữa giờ YouTube hết tiền rồi. Mày đi mày. Đừng có khủng quá anh Hân. Ủa chết tiền gì đâu, lộn đủ em đi coi. Đồng má anh tao lầm tiền giờ tiếp đuổi. Bây giờ cuối cùng đi. Đó bây giờ nói nè, phát từ 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 từ. Phát từ 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 anh nói hả? Phát từ 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 đụng mày đâu nói hả? Bây giờ anh em lỡ góp tiền rồi bây giờ tao thiệt. Giờ nói chung là giờ
anh em đi ra chỗ quán nhậu trên viên á, ai ai đi còn tiền mà hết thì thâu vô tay ngắn lên được. Mình đi về nha mọi người. Giờ mình sẽ ra quán nhậu nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Chứ đồ mày tiêu gì mày cũng gạt đồ mày tiêu xuống quỷ đâu cũng đòi nữa. Đủ. Đủ mà. Anh đủ. Đồ anh nghĩ sao? Đồ anh anh nhây vừa thôi cho anh. Đồ nghĩ sao đám cưới mà anh chơi vậy, cho anh đám cưới ông nậu. Đồ mang lộn giỡn chơi giỡn chút mà đồ mày chơi được vô rồi. Đồ đâu đem cưng. Đồ nữa, cứ xong mà cứ nữa là cứ. Đồ quá. Đồ chơi vừa phải thôi chứ không ấy em lấy giờ em lấy tiền là em vừa. Tao mày lấy tiền gì vậy? Tao mày lấy gì? Tiền tao, tiền tao của nó, tao trang một tay mày. Tiền tao, tiền tao của nó, tao trang một tay mày. Đi chịu đây. Tao tiền tao đó, đúng quý vị. Theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình chạy đi.